lỡ tay làm phép thuật biến hình tờ tiền, anh trai nhận cái kết đắng vì bị bắt quả tang. Mới đây, một tình huống nhanh tay nhanh mắt đã được camera ghi lại khiến cộng đồng mạng cười ná thở. Cụ thể, nam thanh niên này vào trong quán cầm đồ, anh chủ quán liền đếm tiền và đưa cho anh Giai. Khi cầm sấp tiền dày cộp trong tay, anh Giai liền nhanh trí cuộn nhỏ một tờ 200.000 lại và đút vào cổ áo. Sau đó tỉnh bơ nói với chủ quán là thiếu một tờ. Vâng, khôn như anh thì nhà em xích đầy ạ. Anh chủ quán lúc này khá bối rối, rõ ràng vừa đếm đủ mà, sao tự dưng giờ mất tiêu một tờ rồi? Để đảm bảo an toàn, anh chủ quán liền mở ngay chiếc camera chạy bằng máy trên điện thoại và thế là phát hiện ra một tờ tiền lỡ đi nhầm đường, chui vào trong cổ áo của ông anh kia. Sau khi biết nguyên nhân, anh chủ quán liền đi đường quyền với tên trộm. Tưởng gì chứ trò này ngày xưa anh chơi suốt rồi, làm sao qua mắt được anh cơ chứ, chú còn non lắm. Vậy là anh thanh niên đành ngậm ngùi đưa tờ tiền ra, trả nó về vị trí cũ. Cơ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Sau khi xem xong đoạn clip, cư dân mạng đã nhanh chóng vào bình luận. Cao thủ gặp thách đấu rồi. Đâu có dễ như vậy anh ơi. Anh chủ quán kiểu, bất ngờ chưa ông già. Anh em nhớ lần sau ra đường mà có ý định này thì nhớ coi ngày nhá. Ăn trộm cũng cần có các cụ phù hộ nó mới suôn sẻ được nha. Các bạn nghĩ sao về màn trộm cắp có 102 này? Comment ngay cho tôi biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhá.